Rất nhiều người lòng tốt đang bị lợi dụng và hãy chia sẻ clip này cho người thân của bạn. Không, họ ra đường cũng lại bị lừa thôi các bạn ơi. Này có hai người ngã xe, thì người ta động lòng tốt là bình thường. Đến xem là đội này bị làm sao. Đấy, một thằng kia là tay nó đã luồn vào túi để nó lấy ra cái gì rồi đấy. Em bây giờ có bao nhiêu tài sản giá trị là nó lấy hết rồi. Chắc chắn là tí nữa nó lấy nốt cái xe luôn. Hãy chia sẻ video này cho người thân của bạn cùng đề phòng nhé. Xin chào.